Với lại đẹp quá. Và lại gửi cho Phước, thấy làm đường nó thích lắm. Khách nó thấy đang làm đường là thích cực kỳ. Chỉ nó quay video là chỉ quay những cái video mà đang làm đường. Khách thích thích vô cùng. Chia tài sản mà, có tài sản có nhiều đâu, cũng phải chia, là vợ chồng mà, tài sản chung mà, khổ lắm, tan tác chim muông hết. Rồi này, đó công ty màu xanh trước mặt đó. Đường N9 cho dễ đi này.